Ôi tao là người nhện đây. Trời ơi, người nhện đã xuất hiện thiệt rồi hả? Đúng rồi, ta xuất hiện nè. Trời ơi, người nhện xuất hiện như vậy thì ta phải chết sao? Trời, chết. Xin người nhện ơi, tha cho ta đi. Không được tha tội cho ta đâu. Ta biết rồi, từ đây về sau ta không dám gì nữa đâu. Người nhện hãy nhẹ tay cho ta. Được rồi, ta sẽ thay cho nhà ngươi. Ta tạ người nhện. Không được tái phạm nữa đó. Yes, ok. Đấy, con làm vậy? Té đó. Chà, người lên đây Spiderman. Té xuống. Xuống con. Spider. Ủa không dính gì trơn trời. Đừng đi xuống đi, muốn dính thì chiều nay ba mua chai keo dán sắt mà dán cho dính. Chân. Xuống té bây giờ nè. Hả? Từ từ. Người nhện ba. Ừ, người nhện giỏi lắm, người nhện của ba giỏi lắm. Sao vậy? Cô giận em hả? Cô Liễu à, phòng ở dưới kia kìa. Tôi giận cô hồi nào chứ? Thôi mà, em biết không lẽ là cô giận em cái chuyện xưng hô đúng không? Nhưng mà cô ơi, cái tánh em từ xưa tới bây giờ nó là như vậy rồi. Bây giờ mà cô kêu em bắt kêu cô bằng mẹ đó, chắc chắn là em kêu không có được, không có tự nhiên rồi. Mà đã là không tự nhiên thì chắc là cô không thích đúng không? Cô nói cũng phải. Thật ra cô muốn kêu sao cũng được mà, tôi đâu có bắt ép cô. Đã là người một nhà rồi mà tối ngày cứ hết cô Liễu này đến cô Liễu kia, thiệt là. Ôi mẹ ơi, cuối cùng thì ây chà. Ui, ai mà quăng cái cây kem ở đây vậy? Mép chút xíu nữa là cô đạp trúng rồi đó. Cô muốn chọc tức tôi phải không? Dạ. Cô chọc tức tôi phải không hả? Hả? Quá đáng mà. Không muốn ngồi thì coi. Sao lại... Tôi đâu có bắt em cô. Sao lại nói như vậy chứ hả? Sao lại tộc chọc tức người lớn như vậy? Em đâu có chọc gì cô đâu. Đâu. Cô Liễu. Alo. Cái gì vậy anh? Cái gì? Lập Chi nó bị té hả? Rồi sao? Lập Chi nó bị làm sao hả? Em biết rồi. Lập Chi bị làm sao? Cô ơi, Lập Chi nó bị té, nó vô bệnh viện rồi cô ơi. Ôi trời ơi. Lập Chi ơi, Lập Chi ơi. Hai người tới rồi hả? Em đi đâu rồi? Sao hả? Em với mẹ bình tĩnh, nghe nói rồi hả? Trời ơi, bình tĩnh gì nữa, nói lại nữa. Làm gì đâu? Dạ, xin lỗi gia đình. Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em à, em bình tĩnh nghe nói rồi đã. Gia đình là số 1, gia đình là số 1.